6 thói quen sai lầm của 90% khi thức dậy gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn. Buổi sáng thức dậy, dụi dụi mắt, vội vàng ra khỏi giường, liền đi rửa mặt ngay, ăn tạm vài thìa cơm rồi đi làm. Đây đều là thói quen của đại đa số chúng ta. Rất ít người biết những thói quen ấy rất có hại cho sức khỏe. 1. Sáng dậy dụi mắt sẽ bị nhiễm trùng. Đồng hồ báo thức reo, không ít người sẽ vô thức mà lấy tay dụi mắt. Điều này không tốt cho mắt chút nào. Da mắt rất mỏng, dùng tay dụi mắt sẽ dễ làm tổn thương đến tính đàn hồi của vùng da này, làm các mao mạch rất dễ bị tổn thương. Hơn nữa, bụi bặm ở tay còn có thể làm mắt bị nhiễm trùng. Lời khuyên: sáng dậy không được lấy tay dụi mắt ngay mà phải rửa sạch thay bằng tay, dùng khăn sạch hoặc nước sạch để lau mắt. 2. Gội đầu buổi sáng dễ gây đau đầu. Theo góc độ của Trung y thì không khuyến khích mọi người gội đầu vào buổi sáng, đặc biệt là vào mùa đông. Thời gian gấp gáp, mọi người gội đầu xong thường không đợi cho tóc khô mà ra ngồi luôn. Như thế rất dễ bị cảm lạnh hay đau đầu. Nghiêm trọng hơn, có thể gây ra đau khớp, tê liệt cơ bắp. Lời khuyên: người già có thể gội đầu vào buổi trưa, còn người trẻ tuổi thì tốt nhất nên gội đầu vào buổi chiều. Nhưng không được gội trước khi đi ngủ, phải để cho tóc khô. Nếu như bắt buộc phải gội vào buổi sáng thì phải xái tóc cho khô rồi mới ra ngồi. 3. Đánh răng không đúng lúc có thể gây cảm cúm. Sau một đêm, trong miệng chúng ta có thể tích tụ rất nhiều bụi bẩn. Chúng kết hợp với nước bọt rất dễ tạo ra mảng bám. Sáng dậy không đánh răng mà cứ thế uống nước hay ăn sáng, các mảng bám này sẽ theo vào trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc bệnh về tiêu hóa và tạo điều kiện cho virus cảm cúm. Lời khuyên: không chỉ đánh răng buổi tối mà buổi sáng, việc quan trọng hàng đầu đó là đánh răng thật kỹ. 4. Không ăn sáng, uống nước nguội sẽ gây ra bệnh dạ dày. Bình thường, thức ăn vào buổi tối hôm trước sau khoảng 6 tiếng sẽ chuyển từ dạ dày vào ruột. Ngày hôm sau, không ăn sáng, các axit trong dạ dày và các mang enzym tiêu hóa sẽ tiêu hóa niêm mạc dạ dày. Lâu dần, các tế bào có chức năng tiết ra chất nhầy sẽ bị phá hủy, từ đó rất dễ gây ra bệnh viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng và các bệnh về đường tiêu hóa khác. Nhiều người còn cho rằng buổi sáng uống một cốc nước đun sôi để nguội là tốt cho sức khỏe, nhưng thực tế nước mát sẽ gây tổn thương cho vùng bụng dưới. Lâu dần, nữ giới sẽ bị đau bụng kinh, nam giới sẽ bị đau dạ dày, đau khớp, làm giảm khả năng sinh lý. Lời khuyên: không chỉ ăn buổi sáng mà còn ăn thật thịnh soạn. Một buổi sáng lý tưởng gồm sữa tươi, sữa chua hoặc váng sữa, các sản phẩm từ sữa hay carbohydrate, hoa quả. Cũng nên uống một cốc nước mật ong ấm thay vì uống nước nguội. 5. Buổi sáng uống cà phê. Rất nhiều người có thói quen uống cà phê buổi sáng vì cho rằng cà phê sẽ giúp tinh thần được tươi mới. Nhưng theo nghiên cứu, sáng dậy liền uống cà phê sẽ dẫn đến dư thừa quá nhiều năng lượng, làm cho cơ thể rất mãn cảm. Ngoài ra, cà phê còn kích thích axit dạ dày, gây ra các bệnh về tiêu hóa. Những người bị loét dạ dày thì càng không được uống cà phê. Lời khuyên: nếu có thói quen uống cà phê thì nên uống sau khi dậy ít nhất là 1 tiếng, hoặc uống sau khi ăn gì đó, một ổ bánh mì chẳng hạn. Như thế vừa đảm bảo sức khỏe mà còn giúp cho tinh thần luôn tươi mới. 6. Thức dậy, xuống giường không đi dép sẽ dễ bị tiêu chảy. Rất nhiều bạn trẻ buổi sáng vội vàng thức dậy mà không xỏ dép vào, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe. Bàn chân được coi là trái tim thứ hai của cơ thể, vì vậy phải bảo vệ thật tốt. Sáng mới ra khỏi chăn, bàn chân vẫn chưa kích ứng kịp với nhiệt độ bên ngoài, lại không đi dép vào khiến chân rất dễ bị lạnh, từ đó gây ra triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, lâu dần sẽ có hại cho đường tiêu hóa. Lời khuyên: sáng dậy xuống giường thì nên đi dép lê vào, mùa đông thì càng phải đi tất vào nữa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nhà có mật ong, nhất định phải biết điều này.
Sau bao lâu thì mật ong hóa thành chất độc, vứt bỏ ngay lập tức. Mật ong chứa rất nhiều dưỡng chất, được cho là phương thuốc bổ, giúp tăng cường sức khỏe và sức đề kháng. Tuy nhiên gần đây, có câu chuyện chia sẻ về một cụ ông dùng thuốc có thành phần mật ong rừng phân phối cách đây hơn 23 năm để chữa ho, nhưng rốt cuộc lại nảy ra bệnh khác đáng sợ hơn nhiều. Suy thận, và nguyên nhân được cho chính là do mật ong. Vì đâu nên nổi? Nỗi đó nằm ở quan điểm sai lầm mà rất nhiều người đang mắc phải, rằng mật ong rừng có thể để mãi mà không hỏng, thậm chí để càng lâu càng tốt. Thực tế, thứ gì cũng có hạn sử dụng của nó, mật ong cũng vậy, và hạn dùng phổ biến nhất được khuyến cáo cho người tiêu dùng tỉnh táo là chỉ 2 năm. Chúng ta cần bỏ ngay suy nghĩ mật ong có thể để muôn đời, vì theo thời gian, mật sẽ bị thay đổi, giảm giá trị dinh dưỡng và thậm chí gây hại. Sự biến đổi dễ nhận thấy nhất ở mật ong rừng để lâu là bằng màu sắc. Mật ong thường có màu vàng, để càng lâu màu càng chuyển sậm về đen. Khi thấy mật chuyển màu thì nên bỏ đi. Bằng cách ngửi, mật ong để lâu sẽ không còn hương thơm, ngọt, đặc trưng nữa mà có vị đắng hoặc cay, khi ngửi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bằng cách nếm, mật ong bình thường có vị ngọt, xen lẫn chút chua, trong đó có vị ngọt là chủ yếu. Càng để lâu, vị ngọt càng giảm và vị chua tăng lên. Một số trường hợp mật có thêm vị cay do lên men. Khi độ chua còn chấp nhận được, thì mật ong tuy không còn được khuyến khích để pha uống, nhưng vẫn có thể sử dụng cho các món ăn. Nhưng lâu hơn nữa, khi mật đã lên men, thấy trên bề mặt có bọt trắng, ngửi có mùi cay của rượu, thì không nên dùng nữa. Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn nằm ở chỗ là mắt ta không thấy được, mũi không ngửi được, miệng không nếm được. Trong mật ong rừng có chất độc gọi là hydroxymethylfulfuron, gọi tắt là HMF. Thử độ độc hại của HMF trên động vật thấy có hàm lượng HMF 200mg trên 1kg, làm ong chết, chuột bị biến đổi gen, tăng tỷ lệ ung thư. Chất HMF này khi bảo quản mật ong rừng ở nhiệt độ càng cao thì sinh ra càng nhiều. Mật ong mới thu hoạch, HMF là 1 đến 5mg trên 1kg. Sau 100 đến 200 ngày bảo quản ở nhiệt độ 30 đến 35 độ C thì HMF tăng thêm 200 đến 300mg trên 1kg. Trong câu chuyện đáng sợ được chia sẻ, lượng HMF trong mật ong mà ông cụ sử dụng bảo quản 23 năm với thời tiết Hà Nội trung bình mỗi năm có 80 ngày nóng trên 30 độ C sẽ là 2.760 đến 3.680mg trên 1kg. Lưu ý rằng, trong tiêu chuẩn nhập khẩu mật ong vào các nước châu Âu và Hoa Kỳ thì hàm lượng HMF chỉ là 40-80mg trên 1kg. Tùy theo mật ong được sản xuất theo điều kiện ở các nước châu Âu hay mật ong tại các nước nhiệt đới. Theo nhiều chuyên gia, có thể bảo quản mật ở nhiệt độ dưới 20 độ C ngay sau khi thu hoạch để lượng HMF không bị tăng một cách đáng báo động như vậy. Sau câu chuyện này, thấy rằng rõ ràng ta không nên tiếc của mà dùng mật ong rừng để lâu ngày. Ngoài ra, lưu ý rằng cách bảo quản mật ong sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của mật mà bạn đang sử dụng. Bạn nên bảo quản mật ong trong những chiếc lọ đậy kín để ở chỗ tối và mát, tránh để lẫn nước vào nếu không muốn mật chóng bị lên men nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bệnh nhân tiểu đường mừng rơi nước mắt. Bài thuốc quý từ đậu đen khiến bệnh tiểu đường một đi không trở lại, cả đời không tái phát. Uống đậu đen xanh lòng là một phương pháp đông y cổ truyền xuất xứ từ Trung Hoa. Bài thuốc này nằm trong tập sách Lãnh Tra Y Thoại của Lục Đình Phổ, đời nhà Thanh. Đậu đen xanh lòng được coi là loại thuốc quý có tầm cỡ thần dược. Đây là một phương pháp thanh lọc cơ tạng, tuy thô sơ, đơn giản nhưng lại có hiệu quả rất cao.
có thể chữa được các chứng bệnh và có những khả năng sau. 1. Thanh nhiệt, hoạt huyết, giảm đau, trị ốm vặt. 2. Nhuận trường, trị táo bón, rối loạn. 3. Giải độc trong bộ ruột, tiêu thỉ, làm mạnh gân khỏe cốt, không đau nhức các khớp xương, làm hết phong thấp và tê mỏi. 4. Bổ tim, gan, thận, làm mắt sáng, thính tai, đen tóc. 5. Tiêu trừ một số bệnh linh tinh thường xảy ra cho người cao tuổi. 6. Ổn định huyết áp, điều hòa lượng đường trong máu, tăng sức đề kháng, chống chọi bệnh tật. Riêng đối với phụ nữ, uống đậu đen xanh lòng sẽ giúp cho sắc diện xanh xao được trở nên hồng hào, da dẻ sẽ được mịn màng, xinh đẹp hơn. Trên cơ sở phát huy của 6 tác dụng trên, bệnh tiểu đường tự nhiên biến mất, đường trong máu trở về mức thích nghi. Ta nên uống liên tục từ bây giờ cho đến hết đời, dù bệnh tiểu đường có muốn tái phát cũng không tài nào tái phát được. Có nghĩa là suốt đời không bị bệnh tiểu đường nữa. Bệnh này thuộc loại bệnh nan y. Y học thế giới không có thuốc để trị dứt bệnh, chỉ giải quyết cho qua cơn bệnh thôi, rồi cũng tái phát. Và nếu có bệnh nặng, sẽ không ưng loại thuốc nào hết. Chính nó là cơ sở phát sinh ra nhiều bệnh quái ác, đưa đến tử vong. Các bạn chớ coi thường. Dược liệu, chỉ có một thứ duy nhất là đậu đen xanh lòng, tức là một loại đậu nhỏ, vỏ ngoài thì đen, nhưng trong ruột có màu xanh đậm, hạt lợt, tùy theo giống, chứ không phải loại đậu đen, có ruột màu trắng thông thường. Chúng ta có thể ra chợ, hoặc đến tiệm có bán các loại đậu, và bảo họ bán cho vài trăm gram đậu đen xanh lòng, đủ để dùng cho một thời gian ngắn thôi. Khi uống hết lại mua tiếp, vì sợ mua nhiều quá để lâu có thể bị hư hay bị mọt ăn. Vì đây là loại còn sống, loại sấy hạn dùng 6 tháng, không xài được. Để xác định có đúng là đậu đen xanh lòng hay không, ta cắt hạt cắn vẽ một vài hạt để xem ruột nó có màu xanh hay không. Liều lượng, buổi sáng trước khi ăn điểm tâm tối thiểu nửa tiếng đồng hồ. Uống sống, nước trộn 49 hạt đậu đen xanh lòng. Chọn lấy hạt to rửa, vớt bỏ những hạt nổi. Bù lại, hạt tốt cho đủ số lượng 49 hạt. Uống nhiều nước chừng nào, tốt chừng ấy, và liên tục như vậy mỗi ngày. Uống mãi rất có hiệu quả. Thật là đơn giản, rẻ tiền, dễ thực hiện. Đúng là thực phẩm chức năng. Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi, chỉ cần uống mỗi ngày 10 hạt thì mắt sẽ sáng, không đau mắt. Dù học nhiều, cũng ít bị cận. Tiêu hóa tốt, không táo bón, sức khỏe tốt, ít ốm đau. Từ 11 đến 16 tuổi, uống mỗi ngày 21 hạt. Từ 17 tuổi trở lên, uống theo người lớn. Công dụng: khi đậu đen xanh lòng uống vào trong ruột, sẽ nở ra và hút các độc tố ở trong ruột vào nó, rồi đem các độc tố ấy theo phân ra ngoài. Đó là nguyên lý giải độc và trị bệnh của phương pháp uống đậu đen xanh lòng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bác sĩ đồng y tiết lộ, để viên đá lạnh sau gáy, tác dụng sẽ khiến bạn bất ngờ. Đồng y có nhiều phương pháp chữa bệnh mà mới nghe qua bạn cảm thấy rất ngạc nhiên. Để đá lạnh lên gáy cũng vậy, hãy xem bác sĩ tiết lộ tác dụng tuyệt vời của giải pháp này. Tác dụng tuyệt vời khi để viên đá lạnh sau gáy. Theo bác sĩ Thái Hiệu Cương, Bệnh viện Trung y tỉnh Sơn Tây Trung Quốc, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, cơ thể thiếu năng lượng, hãy nằm sấp để mấy viên đá lên huyệt phong phủ. Bạn sẽ nhận được cảm giác thư thái tuyệt diệu, nhiều căn bệnh biến mất, cơ thể như được trẻ hóa bất ngờ. Đông y cho rằng mỗi huyệt trên cơ thể có một công năng riêng biệt, khi tác dụng thích hợp lên chúng có thể điều hòa được những rối loạn bệnh lý, tái tập lại hoạt động sinh lý bình thường. Huyệt phong phủ được coi là nơi gió tập trung vào. Thông qua châm cứu, các thầy thuốc có thể trị các chứng bệnh như đau đầu, gáy cứng, lòi dôm, xa tử cung, mũi nghẹt, trướng phong, hay quen, ù tai, mắt hoa, nóng nảy, người lạnh toát, hồi hộp, đánh trống ngực. Vị trí của huyệt này khá dễ tìm. Khi cúi đầu,
gân cơ thành nổi lên ở chỗ bám vào hộp sọ. Khi ngửa đầu, chỗ khe xương lõm xuống, có thể sờ được đáy hộp sọ. Huyệt ở chỗ lõm giữa hai cơ thang, ngang với đáy hộp sọ. Cách thực hiện: nằm úp hoặc ngồi cúi đầu, đặt một cục đá viên cỡ 2x2cm lên trên huyệt phong phủ, giữ nó trong khoảng 20 phút. Nếu đã tan, có thể thay viên khác. Có thể giữ viên đá bằng một cái khăn quấn. Nên thực hiện thường xuyên vào buổi sáng, lúc bụng đói và buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau 30 đến 40 giây, bạn sẽ có cảm giác thấy những dòng chảy nóng đổ về phía huyệt này. Những ngày đầu tiên, bạn sẽ có một cảm giác hưng phấn do sự giải phóng của endorphin vào máu. Tác dụng cơ bản với sức khỏe: cải thiện chất lượng giấc ngủ, tinh thần sảng khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Hỗ trợ cải thiện tiêu hóa, không cần lo lắng về cảm lạnh khi bị sốt cũng có thể áp dụng phương pháp này. Giúp loại bỏ các cơn đau đầu, đau răng, đau khớp. Ngoài ra, phương pháp này cũng hỗ trợ trong việc điều trị một số bệnh về sức khỏe khác như bệnh tim phổi, tăng huyết áp và hạ huyết áp, men phế quản. Bệnh lý thần kinh do thoái hóa cột sống, nhiễm trùng đường tiêu hóa và đường sinh dục cấp tính. Những rối loạn của tuyến giáp, viêm khớp, rối loạn ở đường tiêu hóa, béo phì và suy dinh dưỡng, da sần vỏ cam, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, liệt dương, lãnh cảm, vô sinh do rối loạn nội tiết. Rối loạn tâm lý, căng thẳng, mệt mỏi mãn tính, trầm cảm, mất ngủ. Lưu ý, người đang mang thai, bệnh tim hoặc bị bệnh động kinh, tâm thần, phân liệt, không nên áp dụng phương pháp này. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dứa đang vào mùa, tôi ăn liên tục trong 10 ngày, rồi giật mình vì kết quả không thể ngọt hơn, đến giờ vẫn choáng váng. Cần gì tốn tiền đi spa hay sử dụng các loại mỹ phẩm bạc triệu, ra chợ mua dứa ăn thế này để da trắng, thân hình mảnh mai đến ngỡ ngàng. Dứa là loại trái cây giàu vitamin A, C, canxi và phốt pho. Nó có tác dụng phòng ngừa bệnh cao huyết áp, điều trị viêm xoang, giảm nguy cơ thoái hóa xương có. Ngoài ra, thành phần chất xơ trong dứa hỗ trợ ngăn chặn sự hình thành của lão hóa, giúp da càng sáng, trắng mịn và loại bỏ lớp mỡ dư thừa cứng đầu khó tốt. 1. Giảm cân. Giờ đây, thay vì ăn kiêng hay tập thể dục quá sức, bạn có thể loại bỏ lớp mỡ cứng đầu trên cơ thể nhanh chóng nếu chăm chỉ bổ sung mỗi ngày một quả dứa tươi hoặc một ly nước ép liên tục 10 ngày. 2. Làm trắng da. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều chị em lựa chọn dứa để làm đẹp. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn dứa thường xuyên sẽ góp phần tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, mịn màng tự nhiên mà không cần bất kỳ một loại mỹ phẩm chăm sóc đắt tiền nào. 3. Trị thâm nám và hỗ trợ loại bỏ tế bào chết. Thông thường, để loại bỏ nám và tàn nhang, nhiều người thường lựa chọn phương pháp điều trị từ các trung tâm thẩm mỹ. Tuy nhiên, thay vì bỏ ra một khoản chi phí đắt đỏ mà không đem lại kết quả như mong đợi, bạn chỉ cần gọt sạch lớp vỏ, bỏ mất nửa quả dứa tươi, đem xay nhuyễn với mật ong và một thìa nước cốt chanh. Dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch như bình thường. Có thể nói, đây là phương pháp tự nhiên rất tốt, vì vậy thực hiện đều đặn trong 2 tuần sẽ giúp bạn khắc phục tình trạng thâm nám hiệu quả. 4. Tăng kích thước vòng một. Ngoài tác dụng giúp da trắng mịn, xóa mờ sẹo, dứa tươi còn được xem là loại thần dược kích thích vòng một lép xẹp trở nên đầy đặn, quyến rũ tự nhiên mà chẳng cần đi nâng hay bơm ngược cho nguy hiểm. Trên đây là toàn bộ những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn. Hy vọng với vài mẹo nhỏ sẽ giúp mọi người trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Chúc các bạn thành công!